Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm Tin của Cali Today. Xin đưa với quý vị ngày hôm nay là ngày thứ năm 21 tây tháng 10. Khá nhiều tin tức anh Đi sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Anh Đi cũng cập nhật cho quý vị một chút xíu cái tình hình mà mưa gió ở tại California. Mấy ngày hôm nay thì các cái đài báo đài, đặc biệt là TV, local channel của địa phương ở miền Bắc California, ở cả miền Nam California, hình như lúc nào họ cũng đang háo hức muốn được lên cái chương trình mà Weather Channel, tức là về cái vấn đề mà thời tiết, để nói về cái câu chuyện mà thời tiết thì đang hạn hán ở tại California. Người dân phải cắt bớt cái lượng nước sử dụng 15-20%. Sở cung cấp nước cũng đều thông báo như vậy, giá tiền tăng lên, bị phạt vân vân. Ruộng đồng thì khô cằn, cháy rừng thì lan ra khắp mọi nơi. Không ai có thể biết rằng nó cháy bất cứ lúc nào. Và quý vị biết là mùa thu đã đến ở tại California này rồi. Đường xá thì cũng bắt đầu lá đã vàng, đã rụng xuống. Mặc dù những người đi làm cỏ, dọn dẹp, sở cây xanh của thành phố cũng đã hết sức làm. Nhưng mà cộng với một số những cơn mưa lác đác, nó làm cho đường phố nó càng dơ bẩn hơn. Bởi vì nếu như một cơn mưa lớn nó đổ xuống thì nó sẽ trôi sạch hết bụi bặm. Những cái phải nói rằng những cái mà dơ bẩn lâu nay nó bám trên những cây cối đường xá thì nó sẽ trôi sạch đi hết. Nhưng mà trong khoảng 3 ngày vừa qua đó thì gần như rằng lúc nào cũng dự báo là mưa sẽ đến cái vùng vịnh của California này. Và cái vùng Silicon Valley cũng chờ đợi, đi đến đâu ai cũng nói về trời sẽ mưa. Rồi dự báo thời tiết cho biết rằng sẽ mưa 50-60% cho mỗi một ngày. Cái tỷ lệ mà dự đoán là như vậy. Cuối tuần này thì mưa sẽ lớn hơn, lên tới 80-90%. Cái cơn bão sẽ đổ bộ vào trong cái vùng vịnh của California, ở miền Nam California, miền Bắc California. Nói chung ai cũng nói gì về mưa, mà ai cũng háo hức chờ đợi những cơn mưa. Nhưng mà mãi cho tới sáng ngày hôm nay thì vẫn là những cơn mưa lác đác, vẫn chưa đủ để rửa sạch một chiếc xe, mà nó chỉ làm cho dơ bẩn thêm chiếc xe, nó khó nhìn hơn. Và đường phố thì càng dơ bẩn hơn nữa, cho nên ai cũng trông chờ một cái cơn mưa thật là lớn đổ xuống vào cuối tuần này. Đó là cái quý vị cũng thấy là cái gì mà thiếu quá rồi thì người ta chờ đợi, mong đợi, háo hức. Mà quý vị có bao giờ thử tưởng tượng, thử coi California, mà đặc biệt là cư dân ở California, mà đặc biệt ở miền Bắc California này đó, ở Silicon Valley đang háo hức chờ những cơn mưa như vậy. Và anh Đi cũng vậy, không có ngoại lệ. Cơn mưa nó dập tắt những đám cháy, cơn mưa nó làm sạch sẽ đường phố, cơn mưa nó làm bớt đi cái tình trạng khô hạn, cây cối nó xanh tươi hơn, và giảm thiểu cái tình trạng mà đang bị hạn hán ở tại California. Cái tình trạng mà phải cắt bớt nước đi 15-20%, giá tiền tăng cao, ảnh hưởng tới đời sống của con người. Cho nên Andy sẽ lần lượt cập nhật đến với quý vị trong những ngày cuối tuần này, coi thử những cơn mưa thật sự nó có đến hay không. Mặc dù dự báo thời tiết ở Mỹ này thì bao giờ nó cũng đúng, và hy vọng lên tới 80-90% tỷ lệ là những cơn mưa đổ xuống ở tại California, mà đặc biệt ở tại vùng vịnh này, trải dài xuống những cái nông trại từ ở Gilroy, trải dài lên xa lộ 5, kéo dài xuống cả Bakersfield, kéo dài xuống tới cả miền Nam California. Thì hy vọng mọi việc nó sẽ đỡ khác hơn vì cái sự hạn hán này. Và chúng ta đang chờ đợi, Andy sẽ gửi đến cho quý vị. Và bản tin đầu tiên của ngày hôm nay là cái căn cứ Hoa Kỳ ở Syria thì đã bị tấn công. Bản tin mới nhất cho biết là một loạt tiếng nổ lớn vang lên trong căn cứ quân sự ở Al-Tan, miền nam Syria, do Hoa Kỳ kiểm soát. Song Washington thì khẳng định rằng không có thương vong nào.
Cái tờ báo Times của Israel dẫn cái thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đã nói rằng một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên hôm 20 tây tháng 10 giờ địa phương từ trong căn cứ quân sự Al-Tan ở miền nam Syria gần biên giới Iraq và Jordan do Hoa Kỳ và đồng minh kiểm soát. Một quan chức Hoa Kỳ cùng ngày cũng xác nhận cái căn cứ Al-Tan bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV mang chất nổ, có thể là cả hỏa lực từ một hệ thống mặt đất. Tuy nhiên, không có binh sĩ nào trong căn cứ bị thương hoặc thiệt mạng sau vụ tấn công này. Hiện là chưa rõ cái lực lượng chịu trách nhiệm cho cái đợt đột kích này, nhưng mà Al-Tan từng là mục tiêu tập kích bằng máy bay không người lái bởi các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan và một số nhóm dân quân thân Iran đang hiện diện trên cái lãnh thổ Syria. Cái vụ tấn công nhằm vào căn cứ Al-Tan xảy ra vài ngày sau khi lực lượng dân quân thân Iran là thề sẽ trả thù cho một cuộc không kích được cho rằng do Hoa Kỳ và Israel đã thực hiện gần cái khu vực mà Palmyra ở miền trung của Syria, là một số binh sĩ thiệt mạng. Hoa Kỳ đã triển khai lực lượng tại Al-Tan kể từ khi cái nhóm khiến quân NSA do Washington chiếm được tử khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Đây là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Hoa Kỳ tại Syria bên ngoài khu vực phía Bắc do dân quân người Kurd kiểm soát. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump thì Hoa Kỳ đã từng rút khỏi Al-Tan vào cuối năm 2018, nhưng sau đó đảo ngược quyết định này. Washington cũng từng mô tả căn cứ là ranh giới đỏ và đe dọa tấn công phủ đầu quân đội Syria nếu dám tiến vào cái vùng bán kính 55 km quanh Al-Tan. Trong cái diễn biến liên quan thì cách đây hơn một tuần, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi các lực lượng nước ngoài, ám chỉ lực lượng Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt cái sự hiện diện bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Thì quý vị biết là khoảng chừng giữa cái tuần vừa rồi thì Nga nói rằng đã trang bị cái vũ khí mới, một loạt vũ khí mới cho Syria dưới chế độ của Assad hiện tại, và tuyên bố rằng là chế độ của Assad bây giờ là có những cái vũ khí mới để có thể tự bảo vệ bản thân của họ, vân vân và vân vân. Và Nga đã tự hào rằng đã trang bị cho Syria những vũ khí hiện đại như vậy. Nhưng mà sau đó mới ngày hôm qua thì quý vị thấy chuyện gì đã xảy ra. Đó là một vụ đánh bom. Họ gài bom và trên cái chuyến xe bus chở binh lính của Syria đã bị thiệt mạng khoảng 14 người khi mà hai trái bom nó phát nổ. Rồi quý vị thấy cái điều kế tiếp là lại tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Cho nên cái vấn đề mà ở tại Syria này nó vẫn còn đang nóng bỏng lắm, chứ không phải là nó êm dịu như người ta nghĩ. Mặc dù Hoa Kỳ đã xoay cái trục về cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, nhưng mà cái tình hình Syria nó vẫn sôi động. Quý vị cũng biết rằng Syria là coi như là một cái đồng minh duy nhất của Nga ở tại cái vùng Trung Đông này, hay nó có thể nói cái vùng Bắc Phi. Cho nên những cái hạm đội mà tàu ngầm, tàu chiến của Nga là phải mượn cái bến cảng, mượn cái đất nước của Syria này. Bởi vì nếu như mà bây giờ Nga không ủng hộ Syria, không ủng hộ Assad, mà Assad ngã về phương Tây, thì Nga đâu còn một cái chỗ đứng nào ở trong cái vùng mà Bắc Phi này, cũng giống như ở vùng Trung Đông này. Cho nên quý vị nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà khi mà tái viện trợ vũ khí cho Syria, củng cố cái chế độ của Assad, thì quý vị thấy những cái sự mà phản đối hay là chống lại cái chế độ của Assad nó tăng lên, và chống lại Nga nó tăng lên, thì quý vị thấy gì? Đánh bom, tự sát, đánh bom gây cái tiếng vang cho thế giới, tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đó là bản tin mới nhất Andy vừa mới gửi đến cho quý vị liên quan tới vấn đề đánh bom hay là tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Syria. Trở lại cái tình trạng nội địa của Hoa Kỳ thì tình trạng thất nghiệp ở Hoa Kỳ gần như trở lại bình thường. Cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm nhiều trong tuần qua.
Cái số đơn mà người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm vào tuần qua xuống cái mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng ra, và cũng là chỉ dấu cho thấy cái mức độ hãng xưởng cho nhân viên nghỉ việc ít đi, theo cái bản báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Năm, là ngày hôm nay 21 tây tháng 10. Cái bản báo cáo nói rằng cái số đơn xin thất nghiệp tuần qua đã giảm 6.000 xuống còn 290.000, trong cái chiều hướng sút giảm của tuần thứ ba liên tiếp, theo cái bản tin của hãng thông tấn AP. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 14 tây tháng 3 năm 2020, khi đại dịch khởi sự gia tăng cường độ, và số đơn xin trợ cấp này đã đều đặn giảm xuống con số 900.000 hồi tháng Giêng năm nay. Cái tình trạng thất nghiệp ở Hoa Kỳ hiện ngày càng trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác của thị trường việc làm vẫn chưa đạt được điều này. Cái mức độ tuyển dụng nhân viên đã chậm lại trong 2 tháng qua, dù rằng cái số việc cần người của hãng xưởng lên đến gần cái mức kỷ lục. Các giới chức như Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang, Fed, ông Jerome Powell, đã hy vọng rằng sẽ thêm nhiều người đi kiếm việc trong tháng 9, sau khi trường học mở lại, giảm bớt nhu cầu phải có người ở nhà trông nom trẻ, cũng giống như các phụ cấp trợ giúp thất nghiệp này cũng chấm dứt trên toàn quốc. Tuy nhiên, đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra, khiến có một số quan sát viên cho rằng có thể một số người từng có việc làm trước đại dịch bị mất việc trong thời gian đại dịch, nay không còn muốn đi làm nữa. Và hôm thứ Ba thì ông Christopher Walker, là một thành viên của Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương, đã nói rằng khoảng 2 triệu trong số 22 triệu việc làm bị mất đi trong đại dịch có thể không sớm trở lại cái mức độ nghỉ hưu tăng rất nhanh từ khi có đại dịch COVID-19. Cái bản báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Ba cũng cho thấy cái số người nhận trợ cấp thất nghiệp đang đều đặn giảm sút. Trong cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 2 tháng 10, có 3 triệu 3 người nhận trợ cấp thất nghiệp so với 3 triệu 6 người vào cái tuần trước đó. Một năm trước đây có gần 24 triệu người nhận trợ cấp thất nghiệp. Cho nên cái bản tin này đưa ra để cho quý vị thấy cái bối cảnh, cái vấn đề nhân lực, cái thị trường việc làm ở tại Hoa Kỳ nó như thế nào và kinh tế phát triển ra sao. Lúc 10 giờ 21 sáng ngày hôm nay, tức là ngày thứ Năm 21 tây tháng 10, đã có một cuộc thực tập báo động toàn tiểu bang California về cái vấn đề động đất. Mọi người khắp vùng Nam California sẽ phải dừng lại 1 phút để cúi xuống con người che đầu và chờ đợi cho êm cái trận động đất. Cái nhà khoa học nói hơn 7 triệu rưỡi dân California phải tham dự cái đợt tập dượt này, để chuẩn bị cho trận động đất ít nhất là 7.8 độ Richter sẽ đánh vào cái vùng Los Angeles trong vài thập niên tới. Nhưng những cái cú động đất đó không ai biết chính xác sẽ xảy ra vào khi nào. Nhưng có thể trong tương lai gần, cư dân cần chuẩn bị tự túc lương thực, nước uống, thuốc tây, đồ cấp cứu, đồ dùng trong 72 giờ sau khi động đất. Dự kiến cái cuộc động đất sắp tới sẽ làm 2.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương và hơn 200 tỷ đô la thiệt hại. Tiểu bang California thì lúc nào cũng nằm trong cái sự báo động. Xe của mỗi người, garage của mỗi người là đều có những cái túi khẩn cấp để mà cấp cứu, có thực phẩm, có nước uống phải chuẩn bị, bởi vì cái chuyện mà động đất ở California, anh đi đã từng nói nhiều lần với quý vị rồi, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà đối với giới cấp của chính quyền đó thì họ luôn luôn họ tập dượt cho mình, họ báo động mình, họ alert mình. Nhưng mà đồng thời đó họ cũng có vẻ như là cường điệu một chút xíu về cái vấn đề động đất sẽ gây chết nhiều người cũng như thiệt hại về tài sản, để làm cho người dân có cái ý thức hơn về cái vấn đề này. Nhưng thật ra Andy nghĩ rằng đối với California bây giờ một trận động đất 7 chấm mấy độ Richter nó sẽ không gây thiệt hại nhiều như thế đâu. Và nói như vậy không có nghĩa rằng Andy khuyến khích quý vị rằng không nên có những cái sự đề phòng, chuẩn bị trước. Trường học cũng chuẩn bị cho học sinh, từ các lớp mẫu giáo cho tới trung học, ở đại học cũng chuẩn bị cho học sinh. Xã hội thì chính phủ tập dượt thường xuyên cho người dân, bởi vì cái vấn đề động đất nó không có thể ai nói được là cái chuyện gì xảy ra. 7 chấm mấy độ Richter thì không nói gì, rồi lên tới 8 độ Richter, 8, 9, 10 độ, làm sao chúng ta có thể biết được. Mỗi trận động đất đã xảy ra vào thập niên 90 đã phá sập những cái cây cầu ở tại San Francisco,
gây chết người, hủy hoại rất là nhiều tài sản. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà ngày hôm nay California thực tập về vấn đề này. Tiểu bang Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên có 90% cư dân trong cái diện được chích, đã chích ngừa ít nhất một phần chống COVID-19. Theo thống kê mới từ CDC, cái điều này không có ngạc nhiên vì tiểu bang Hawaii đã áp đặt cái lệnh nghiêm ngặt nhất trong thời kỳ cao điểm của đại dịch và cũng là nơi có tỷ lệ mới nhiễm dịch thấp nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ hầu hết là ở vùng Đông Bắc đang tới gần tới cái mức là 90% chích ngừa. Một số tiểu bang khác lại có cái số người chích ngừa thấp là vì tin giả về vaccine tràn ngập. Tận đáy là West Virginia, nơi chỉ có 56% đã chích một mũi và nơi tỷ lệ mới nhiễm bệnh cao nhất ở nước Mỹ. Trong cái buổi họp báo ngày 19 tháng 10 năm 2021, phóng viên Peter Ducey của đài Fox News đã hỏi trưởng phòng báo chí tòa bạch ốc Jen Psaki rằng sao nhiều cảnh sát bất chấp về vườn thay vì đi chích ngừa. Psaki đã chỉ vào cái thống kê số lượng cảnh sát chết vì COVID-19 trong năm 2020, rằng COVID-19 là đệ nhất sát thủ của cảnh sát. Và đó là điều chính phủ Biden và các cơ quan cảnh sát đang tìm cách đối phó với đại dịch. Cái trang tưởng niệm cảnh sát là The Officers Down Memorial Page đã ghi trong cái thống kê năm 2020 như sau: 245 cảnh sát chết vì dính COVID-19 trong khi thi hành nhiệm vụ, hay là được tin đã phơi nhiễm trong khi thi hành nhiệm vụ. Con số đó là đa số trong tổng số 374 cảnh sát chết trong khi thi hành nhiệm vụ. Cái trang tưởng niệm cảnh sát ghi nhận rằng COVID-19 là number one sát thủ của cảnh sát trong năm 2020 và năm 2021. Tức là tiếng Mỹ viết rằng number one killer of Leo in 2020 and 2021. Ghi chú rằng cái chữ Leo, tức là L-E-O, viết tắt của cái chữ là Law Enforcement Organization. Riêng cái năm 2021 tới giờ đã có 369 cảnh sát chết trong khi thi hành nhiệm vụ, trong đó có hơn 237 là vì COVID-19. Thống kê trên là tính tới ngày 20 tại tháng 10 năm 2021. Nhưng mà không hiểu tại sao người ta lại chọn cái cách về vườn, nghỉ hưu, ở nhà không ăn lương, bị đuổi việc thay vì đi chích thì không hiểu nổi. Các chuyên gia không gian của Hoa Kỳ là NASA đã thúc giục Quốc hội ngày cái hôm thứ Tư, ngày hôm qua, là hãy đầu tư nhiều và nhanh chóng để thiết kế, phát triển các phi thuyền năng lượng nguyên tử để vượt qua mặt Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng các phi thuyền bay bằng nguyên tử có thể tới sau Mars trong 3 hay 4 tháng. Phần nửa thời gian của loại phi thuyền truyền thống bay bằng khí hóa lỏng liquid propellant. Pravia Lao là cố vấn cao cấp của NASA về ngân sách và tài chính. Ngày hôm qua 20 tháng 10 thứ Tư đã nói tới trước cái Ủy ban Hạ viện về kỹ thuật không gian rằng Hoa Kỳ cần phải đi trước Trung Quốc và cần giữ cái vị trí lãnh đạo trong cái giới khoa học không gian toàn cầu. Các chuyên gia hôm thứ Tư cũng nói về phi thuyền Trung Quốc mới phóng ở tốc độ siêu thanh có khả năng mang vũ khí đạn đạo nguyên tử. Trung Quốc xác nhận có phóng phi thuyền siêu thanh hồi tháng 8 năm 2021 nhưng không hề chở vũ khí nguyên tử. Đây cũng là một câu chuyện mà đang được bàn cãi rất là nhiều. Bản tin khác liên quan tới Mỹ Tây Cơ hợp pháp hóa xe nhập lậu từ Hoa Kỳ. Bản tin đánh đi từ Mexico City ở Mexico. Thì từ lâu, Mỹ Tây Cơ đã gặp cái vấn đề xe hơi nhập cảng bất hợp pháp. Và tuần qua đó thì Tổng thống Andre Manuel López Obrador tuyên bố hợp pháp hóa tất cả các loại xe này. Theo nhật báo của Washington Post loan tin ngày hôm qua thứ Tư 20 tháng 10. Những chiếc xe hơi lậu nêu trên chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, được người dân Mexico đặt tên là xe chocolate, tức là sô-cô-la. Mỗi cách chơi chữ của cái chữ chueco, tiếng Tây Ban Nha, được hiểu rằng nó cong queo, không ngay thẳng.
Người Mỹ Tây Cơ có thể nhập xe hơi một cách hợp pháp với những mẫu xe đời mới đáp ứng các tiêu chuẩn về ô nhiễm và an toàn, nhưng phải trả thuế nhập cảng, khiến nhiều người đem xe phế thải từ Mỹ về Mỹ Tây Cơ. Ông Lopez Obrador biện minh cho quyết định trên vì nhiều gia đình nghèo cần xe hơi để đi làm. Nhưng các nhà sản xuất và đại lý xe hơi nội địa cho biết cái chính sách này sẽ khiến Mexico sẽ tràn ngập xe rác vào đúng cái thời điểm thị trường xe hơi đang gặp khó khăn. Chính phủ sẽ hợp pháp hóa, cấp giấy phép tất cả các loại xe này, ông Lopez Obrador đã tuyên bố. Có rất nhiều người sử dụng loại xe này vì họ không có tiền để mua một chiếc xe hơi mới. Và với những chiếc xe này, họ đưa con cái đến trường và sinh hoạt được. Các chủ sở hữu của xe chocolate sẽ phải trả một khoản lệ phí. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu ở các tiểu bang biên giới phía Bắc rồi sau đó mở rộng sang các tiểu bang khác. Cái liên đoàn chủ nhân Mexico MEF, tức là một cái nhóm kinh doanh, cho biết chính sách này sẽ khiến Mexico tràn ngập những chiếc xe hơi dơ bẩn, không an toàn và lưu ý rằng nó sẽ đến vào thời điểm tồi tệ với ngành công nghiệp xe hơi trong nước. Cái điều này ngụ ý hợp pháp hóa hàng lậu và thúc đẩy cạnh tranh không lành mạnh với một ngành công nghiệp chiến lược đối với Mỹ Tây Cơ trong lúc bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch. Tuyên bố của nhóm kinh doanh MBF. Cái doanh số bán xe hơi tại Mexico trong 5 tháng đầu năm 2021 thấp hơn 19,8% so với cùng kỳ năm 2019. Khó có thể nói rằng có bao nhiêu chiếc xe hơi chocolate được nhập lậu vào Mỹ Tây Cơ. Một số ước tính đưa ra con số khoảng 18 triệu chiếc xe hơi và pickup truck, tương đương với khoảng 1/4 tổng số xe ở tại Mỹ Tây Cơ hiện tại. Cái vấn đề này cũng đã nói nhiều rồi quý vị. Người Mỹ họ qua Mỹ, họ nhập về những chiếc xe hơi cũ. Bởi vì nhập cái chiếc xe hơi mới đó thì nó tốn kém rất là nhiều. Đem cái xe hơi cũ về rồi dùng trong cái việc di chuyển hàng ngày, đưa con cái đi học, đi chợ búa, modify lại để trở thành những cái xe để có thể hoạt động trên những cánh đồng, phục vụ cho vấn đề nông nghiệp vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay Mỹ Tây Cơ đã tuyên bố sẽ hợp thức hóa toàn bộ những chiếc xe này để mà hợp pháp sử dụng. Thì quý vị thấy đây cũng là một cái điều mà, nhưng mà quý vị biết đó rằng một cái vấn đề khác là Hoa Kỳ hiện tại họ cũng đang có những cái chương trình khuyến khích người dân là bỏ những cái xe cũ đi, mua những cái xe mới chạy điện để cho nó an toàn với nó bớt cái khí thải ra môi trường. Cho nên chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt ở tại California nó có thể là trợ giúp cho người dân lên tới cả gần chục ngàn đô la cho một chiếc xe. Tùy theo cái tình trạng mà income của mình, cái lợi tức của mình và tùy theo cái đời xe của mình vân vân, thì những cái chiếc xe này đó, thay vì được bị thải đi thì hai chính phủ trợ giúp, thì một số lớn những chiếc xe này lại tuồn về Mỹ Tây Cơ và tiếp tục sử dụng. Cho nên vấn đề khí thải trên toàn cầu này nó cũng rất là khó khăn để mà kiểm soát. Bây giờ Hoa Kỳ thải ra, Mỹ Tây Cơ đem về thì chuyện gì sẽ xảy đến? Mà Mỹ Tây Cơ thì nằm ngay sát ngay đất nước của Hoa Kỳ, thì không lẽ chúng ta không hít thở chung một bầu khí quyển hay sao? Thì đó là một câu chuyện. Hàng hóa trên toàn cầu tranh nhau chỗ trên các chuyến bay. Giáng sinh và Tết Dương lịch thì đến gần, đây là cái mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã phải dành chỗ chở hàng hóa trên máy bay trong cái bối cảnh các cái bến cảng đường biển bị tắc nghẽn trầm trọng. Cái dữ liệu từ Seneta, một cái nền tảng thẩm định giá cước vận tải đường biển và đường hàng không, cho thấy giá vận chuyển trên một số tuyến đường chính đã tăng 70-100%. Ông Kate Winter, điều hành giám đốc của công ty Crane Worldwide Logistics, tức là chuyên vận chuyển và giao nhận hàng hóa, cho biết cái giá thuê nguyên một chiếc Boeing 777 để chở hàng hóa hiện nay là 2 triệu Mỹ Kim, trong khi giá trước đại dịch chỉ có 400 ngàn Mỹ Kim. Giá cả tăng vọt khiến khách hàng phải trả cái khoảng 11 đô la cho 1 kilo để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, tăng so với mức là 3,50 Mỹ Kim cho 1 ký hàng trước đại dịch. Ông Brandon Fire, giám đốc điều hành của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không,
đã nói với Trade Service rằng một cái chuyên trang báo của Financial Times đã có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nó quá nóng, đến mức những máy bay chở khách chuyển sang chất đầy những thùng hàng trên ghế ngồi trong khoang hành lý. Nếu bây giờ hàng hóa của bạn không ở trên máy bay, bạn sẽ không có một Giáng sinh có ý nghĩa. Ông Fred nói và nhấn mạnh rằng các nhà bán lẻ phải giành được một chỗ trên máy bay để đẩy nhanh sản phẩm của mình ra các thị trường trên thế giới. Xin thưa với quý vị, Andy không có nói đâu xa, Andy chỉ nói ngay tại California này thôi. Những bến cảng lớn chẳng hạn như Long Beach, Huntington Beach, cảng LA kéo dài lên cảng Oakland, bến cảng San Francisco, vân vân. Đó là những cái nơi mà hàng hóa vận chuyển đường biển mà từ cái vùng châu Á đến Mỹ, bởi vì không thể nào chạy vòng đi chỗ khác được mà bắt buộc phải đến những bến cảng này. Thì từ những bến cảng này mới nhập hàng vô, từ đó mới phân phối ra, rồi mới chở về những nơi khác. Quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Một mặt thì dầu loang ở dưới Huntington Beach do những chiếc tàu này đậu, rồi thả mỏ neo xuống, làm vỡ cái đường ống dẫn dầu, gây một cái sự mà phải nói hỗn loạn ở miền Nam California, ở vùng biển mà quý vị biết là phải đang một cái vùng biển du lịch mà bây giờ phải đang dọn dẹp ở dưới đó. Luật lệ mới đang được đưa ra. Một mặt khác thì tàu bè đậu kín hết cả mặt biển. Nhìn ra không còn là một bãi biển du lịch nữa mà chỉ thấy một cái màu u ám đen tối mà vẫn không giải quyết được cái vấn đề này. Cho nên bây giờ phải làm việc 7 ngày một tuần, 24 tiếng một ngày vân vân để giải tỏa cái hàng hóa, kéo dài cả cái bãi biển của những bến cảng của California. Cho nên quý vị thấy nó không có cái gì lạ khi mà cái vấn đề mà hoàn toàn không có cái gì lạ khi mà cái chuyện mà vận tải đường biển nó đang kẹt như vậy. Nhưng mà cái này là đối với đất nước Hoa Kỳ thôi, còn ở bên châu Âu thì sao? Những châu khác thì sao? Cái chuỗi cung ứng nó đang bị corrupt. Nó không phải vì thiếu hàng hóa. Hàng hóa thì đầy. Nhưng mà người làm việc thì không có. Rồi quý vị thấy rằng cái vấn đề là cái người làm việc không phải họ lười làm việc, nhưng mà cái vấn đề mà chích ngừa, chủng ngừa những cái luật lệ, cho nên cuối cùng nó gây cản trở và cái chuỗi cung ứng toàn cầu, phải nói là dùng cái chữ nó bị corrupt, tức là nó bị mình phải dùng cái chữ là nó bị, tạm thời cho nó nhẹ nhàng là bị trì trệ thôi, chứ thật ra là nó bị gãy đổ hoàn toàn. Cho nên cái chuyện này cũng không phải là chuyện gì lạ khi mà cái mùa Giáng sinh năm nay nói riêng là Hoa Kỳ và trên toàn thế giới thì cái người tiêu dùng bắt buộc phải trả một số tiền lớn hơn mà chưa chắc đã được mua được món hàng mình mong muốn. Đó là cái tình trạng mà cái chuỗi cung ứng ở tại Hoa Kỳ như vậy. Sáng ngày hôm nay đó, Andy đọc một số những cái bản tin để Andy gửi đến những quý vị những cái bản tin ở trong đất nước Hoa Kỳ trước đi, về cái vấn đề chính trị và thời sự. Tức là Bi Nguyễn là dân biểu và cũng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia và hiện là ứng cử viên cái chức bộ trưởng hành chánh ở tại Georgia. Thì ngày hôm thứ Ba, tức là hôm 19 tháng 10, đã tham dự một cái cuộc biểu tình bên ngoài cái tòa Bạch Ốc để bênh vực cái quyền bầu phiếu. Thì dân biểu thượng nghị sĩ Bi Nguyễn đã bị an ninh bắt cùng với nhiều người trong nhóm biểu tình. Theo cái tờ báo Atlanta Journal Constitution đã ghi rằng cái cuộc biểu tình hôm thứ Ba để gây tiếng vang cái trước cái cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư về một cái dự luật liên bang về cái quyền bầu cử soạn thảo với thượng nghị sĩ Joe Manchin và hỗ trợ bởi 49 thượng nghị sĩ dân chủ khác. Nhưng mà cuối cùng thì kết quả hôm thứ Tư là cái dự luật thất bại vì toàn bộ thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã chống lại theo cái thủ tục filibuster. Và filibuster đó là cái thủ tục mà để câu giờ đó quý vị. Cảnh sát công viên hôm thứ Ba đã yêu cầu cái nhóm biểu tình giải tán vì cản lối hè phố trước tòa Bạch Ốc. Nhưng dân biểu và thượng nghị sĩ Bi Nguyễn cùng các
bạn biểu tình móc nắm tay vào nhau để bày tỏ phản đối. Sau đó thì dân biểu và thượng nghị sĩ Bi Nguyễn đã bị truy tố về cái tội tiểu hình và phải trả một khoản tiền phạt. Và cái bản tin kế tiếp cho biết là Thượng viện Hoa Kỳ thì hôm thứ Tư là đã thất bại không qua nổi cái dự luật về quyền bầu phiếu. Vì cuộc bỏ phiếu có kết quả 49 trên 51, dự luật có tên là Freedom to Vote Act, tức là quyền tự do bầu phiếu, do Dân Chủ đưa ra để vượt qua các luật siết quyền bầu cử ở các tiểu bang Cộng Hòa. Cái dự luật hôm thứ Tư được ủng hộ từ các thượng nghị sĩ trung dung, trong đó có thượng nghị sĩ Joe Manchin. Tuy nhiên tất cả các phiên bản dự luật này đều bị Cộng Hòa ngăn chặn bằng thủ tục filibuster. Lãnh đạo đa số Thượng viện Dân Chủ đưa ra cái văn bản sau cuộc bỏ phiếu và đã than phiền rằng tất cả thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ngăn cản ngay cả việc thảo luận ở sàn Thượng viện về cái quyền bầu phiếu. Kimberly Wiley là giáo sư đại học luật ở University ở Baltimore School of Law và tác giả nhiều cuốn sách nghiên cứu về luật, thì sáng ngày hôm nay đã viết trên cái tờ báo The Hill một cái bài phân tích cho thấy ông Trump đã chà đạp lên pháp luật trong mấy năm qua, không ai buộc ông Trump ra điều trần được. Cho dù là công tố đặc biệt Robert Mueller hay là hai lần luận tội của Quốc hội. Wiley cũng ghi nhận rằng ông Trump đã thoát nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự vì cái cách hành vi sai phạm trong khi làm tổng thống. Và trước đó, ông Trump cũng đã hơn 30.573 lần nói dối khi đang giữ chức tổng thống, đã xịt hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa ở quảng trường Lafayette Square ở thủ đô để dọn đường cho ông Trump ra chụp hình trước nhà thờ, đã kích động bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, cả một người chết và hàng chục người bị thương. Nhưng tới hôm thứ Hai thì ông Trump phải đưa tay tuyên thệ trước tòa, xin nói sự thật trong cái buổi điều trần hơn gần 4 tiếng đồng hồ. Vì cái đơn kiện của một nhóm người gốc Mỹ Tây Cơ biểu tình năm 2015 trước tòa Trump Tower và bị Trump cho người ra hành hung, thì giáo sư Kimberly Wiehe đã nói rằng cái kỹ thuật pháp luật lôi Trump ra tòa như thế nên là kinh nghiệm cho các luật gia. Quý vị biết cái vấn đề mà lôi được Trump ra tòa rất là khó khăn để kết tội cho ông hay bắt ông ra tuyên hữu thệ đó. Thì giáo sư Kimberly Wiehe này đó đã cho thấy đây nó là trở thành một cái tiền lệ rồi. Và những phải sử dụng những kỹ thuật pháp lý này để có thể lôi ông Trump ra tòa được. Cho nên đây là một trong những cái vấn đề mà trong những cái mình nói rằng những cái tu chính án, hay nói một cách khác là có những cái cách để lôi ông Trump ra tòa. Cho nên trường hợp này đã lôi ông ra được một lần thì sẽ tiếp tục lôi ông ra nhiều lần khác nữa. Và bây giờ ông Trump đang bị kiện tụng rất là nhiều. Một cái bản tin khác cho biết rằng bên Hạ viện do Dân Chủ kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày hôm nay, tức là ngày thứ Năm, để chuyển cái hồ sơ của Steve Bannon sang cái tội hình sự. Cái sự mà khinh thường luật pháp sau khi không tuân theo cái trác đòi ra điều trần ở Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn ngày 6 tháng 1. Thì ngày hôm qua quý vị biết rằng Lee Cheney nói rõ không dám ra là tại vì khi mà ra là dính tội liền. Là chính ông Trump chủ mưu và Steve Bannon này là một quân sư quạt mo cho ông. Cho nên bỏ phiếu ở khoáng đại Hạ viện xong thì sẽ chuyển hồ sơ Steve Bannon, một người thân tín của Donald Trump và một người đạo diễn cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 sang cho công tố thủ đô xem có nên truy tố hay không. Dự kiến cái công tố này sẽ chuyển về Bộ trưởng Tư pháp và nếu truy tố thủ tục thì sẽ còn mất nhiều thời gian mới có thể xảy ra cái viễn ảnh là Steve Bannon vào tù. Nhưng đây là một bước quan trọng để buộc nhiều người khác phải khai về những gì họ biết về bạo loạn. Ai đã soạn cái kế hoạch về thực hiện bạo loạn này, sẽ diễn đi đưa hai bản tin này liên tiếp cho quý vị thấy. Lôi ông Trump ra tòa để mà làm nhân chứng hay hữu thệ đó, thì nó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà đã lôi ông ra được như giáo sư Kimberly Wiehe đã nói rồi, đã lôi ông ra tòa được thì sẽ lôi ra được lần sau. Cho nên rằng những cái kỹ thuật pháp lý lôi ông Trump ra tòa này sẽ được sử dụng. Còn bây giờ một lần nữa, nếu như mà cái tội mà khinh tội
mà coi như là khinh thường cái quốc hội của Hoa Kỳ, thì bây giờ lôi được Steve Bannon ra tòa vì cái tội này và nhét hắn vô tù được, thì đây cũng là một cái tiền lệ nữa. Cho nên đó, đây được cho là một cái bước quan trọng để buộc tội nhiều người khác, bắt buộc phải khai những cái gì mà họ phải làm về ngày bạo loạn này. Cho nên đây là những cái bước tiến mà quý vị thấy dần dần nó có những cái kết quả mà chúng ta mong đợi, nhưng mà nó đang đến. Một cái chuyện mà rầm rộ nhất trong cái ngày hôm nay nè, từ tối ngày hôm qua tới giờ, nếu ai mà đọc tin tức hay là nghiên cứu về những bản tin thì cho thấy rằng có một cái bản tin nó cho tới giờ phút này anh đi lên đài nói chuyện với quý vị cũng đang bàn râm ran hết. Nhưng anh đi gửi đến quý vị một số những chi tiết như sau. Tức là ông cựu tổng thống Trump, ông loan báo ông sẽ khai trương cái công ty mà Trump Media and Technology Group, lấy cái tên là TMTG, trong cái sự hợp tác với Digital World Acquisition Corporation để thiết lập một cái mạng xã hội lấy cái tên là True Social, tức là social, tức là một cái mạng xã hội mà sự thật. Cho nên khi mà ông tuyên bố cái này ra thì nhiều cái vấn đề tranh cãi lắm. Ông Trump ông viết trong một cái văn bản rằng cái mạng xã hội của ông Trump sẽ cấm tất cả những chỉ trích nhắm vào công ty sở hữu mạng, nghĩa là cấm chỉ trích ông Trump. Và ông nói rằng tôi thành lập Trump Social và TMTG để kình chống với các công ty kỹ thuật lớn. Công ty mạng này sẽ mở ra một cái đợt thử nghiệm với một số người được mời trong tháng 11 năm 2021 này, và sẽ mở ra toàn quốc vào năm 2022, và sẽ có các dịch vụ video tốn tiền cho người mua dịch vụ và các tin tức, chương trình giải trí, và sẽ kình chống lại các giá trị cấp tiếng, tức là non-word entertainment, programming, news, podcast and more. Nghĩa rằng nếu mà những người ưa thích đảng Dân Chủ sẽ tha hồ, sẽ bực dọc với cái mạng này. Tuy nhiên, cái tờ báo New York Times đã cho biết rằng một số nhà đầu tư khi bơm tiền vào Digital World Acquisition Corp, nơi sẽ bơm 300 triệu Mỹ Kim, đã không hề biết rằng ông Trump có liên quan trong vấn đề này. Cho nên nó đang có những cái sự lục đục ở trong nội bộ, là khi người ta bơm tiền vô mà người ta không biết là ông Trump dính líu sẽ dùng cái mạng xã hội này. Bởi vì ông Trump ông bị cấm trên những cái nền tảng xã hội khác, Twitter, Facebook, YouTube vân vân, thì bây giờ ông cố tìm cách để hợp tác với những công ty khác để mở ra một mạng xã hội khác. Mở mạng xã hội này lấy cái tên đó là True Social. Cho nên đó, bây giờ những cái công ty đầu tư, những người đầu tư họ mới biết được. Cho nên là bản tin cho biết là có ít nhất một trong cái nhóm đầu tư là công ty Saba Capital Management, họ nói họ không hề biết cái giao dịch này. Nếu họ biết thì họ đã không làm. Cái giao dịch của Digital World có liên hệ tới ông Trump, và theo cái nguồn tin nội bộ cho biết như vậy. Cho nên hiện tại cái sự lục đục ở trong cái công ty Digital World hay Capital Management, hay là những cái nhà đầu tư 300 triệu vô, họ không biết có ông Trump dính líu vào. Khi họ biết ông Trump dính líu vào thì họ đang rất là bực mình về vấn đề này và họ tiến thoái lưỡng nan. Sáng ngày hôm nay đó, thì cái mạng xã hội True Social, quý vị biết rằng khi mà cái mạng xã hội mà dự tính đem ra thử nghiệm này thường được gọi là cái mạng xã hội beta. Thì thí dụ cái mạng xã hội beta này đó, nó đang thử nghiệm thôi, nó đâu có rộng rãi đối với công chúng đâu. Chẳng hạn như anh đi nói với một người nào đó, anh đi sẽ ra một cái mạng xã hội lấy tên là True Social, thì cái người đó mới biết, người ta mới đánh vô cái chữ True Social thì nó mới vô được cái mạng đó. Nhưng mà không hiểu tại sao nó lại leak những cái information này ra ngoài, mà những người được mời thì ít, mà cái số người ở ngoài tràn vô thì nhiều. Cho nên cái vấn đề này nó mới đến tai một cái người, và cái người đó là ai, thì cái mạng xã hội mà True Social của ông Trump ấy, thì ngày hôm nay là bị cáo buộc đã sao chép cái mã code từ cái mạng xã hội của Mastodon.
Mastodon tức là Mastodon. Cái người sáng lập của Mastodon này đó là cái công ty cung cấp phần mềm, cái mã nguồn để mở cái miễn phí cho phép người dùng tạo cái mạng xã hội. Cho biết thường như cái True Social, mạng xã hội mới do ông cựu tổng thống Donald Trump tạo ra dựa trên cái nền tảng truyền thông xã hội của ông. Thì vào hôm thứ Tư ngày hôm qua thì ông Trump cũng thông báo rằng True Social sẽ được triển khai cho một số khách được mời vào tháng 11 và tất cả người dùng vào khoảng quý đầu tiên của năm 2022. Tức là nó nằm trong dạng beta, chưa có ai biết được. Trong khi cái mạng xã hội của ông Trump vẫn chưa ra mắt thì cái ấn phẩm công nghệ của Vice Motherboard đã báo cáo sáng ngày hôm nay rằng một số người dùng đã tạo cái tài khoản trên trang web và đăng cái ảnh chụp màn hình của cái nền tảng trực tuyến này. Jurin Rockel là người sáng lập và nhà phát triển chính của Matosin đã nói rằng dựa trên cái hình ảnh chụp màn hình mà ông đó thấy thì True Social hoàn toàn dựa trên cái Matosin. Mà cái điều đó thì trông nó quen quen, trông nó quen thuộc làm sao đó. Và Mastodon đã tweet lên hôm sáng ngày hôm nay để đáp lại một cái bức ảnh chụp màn hình của trang web truyền thông xã hội của ông Trump. Thì cái ảnh chụp màn hình được đăng bởi Michael Thelen, là một nhà báo của Daily Dot, và cho biết anh đã tạo được một tài khoản trên cái nền tảng mới. Thì motherboard tức là bo mạch chủ đó chỉ ra rằng cái trang web True Social tuyên bố rằng tất cả các mã nguồn của nó là độc quyền và điều này có thể xung đột với giấy phép của Matodin. Cái điều chính yếu là Matodin là cái phần mềm miễn phí được phát hành theo giấy phép AGPL-V3. Vậy bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó miễn là họ tuân thủ giấy phép. Cái phần chính của giấy phép là làm cho cái mã nguồn và mọi sửa đổi của nó có sẵn cho công chúng. Rocco cũng nói rằng Motherboard đã nói thêm rằng cái việc True Social gọi cái mã của mình là độc quyền sẽ là một vấn đề và điều đó cho thấy họ đã vi phạm cái bản quyền. Trong một cái tuyên bố hôm thứ Tư ngày hôm qua thì cái công ty truyền thông mới do ông Trump thành lập dự tính sẽ tạo một đối thủ với các tổ hợp truyền thông cấp tiến và đấu tranh chống lại những công ty kỹ thuật khổng lồ ở Silicon Valley vốn lâu nay bị cáo buộc sử dụng cái quyền lực đơn phương để bịt miệng những tiếng nói đối lập ở Hoa Kỳ. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà Taliban có sự hiện diện rất lớn trên Twitter. Nhưng Tổng thống Mỹ yêu thích của bạn đã bị bịt miệng, điều này không thể chấp nhận được. Ông Trump đã lên tiếng như vậy. Và ông cựu Tổng thống Trump thì quý vị biết là ông đã bị cấm hoặc là bị đình chỉ trên một số nền tảng truyền thông xã hội bao gồm cả Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram và YouTube và Switch. Sáng ngày hôm nay thì ông Trump cũng có nói khi mà ông ra tranh cử năm 2024, ông không cần tới Twitter, ông cũng không cần tới Facebook, ông không cần tới Snapchat, cũng không cần tới Instagram và cũng không cần tới cả YouTube nữa. Ông vẫn có thể tạo ra trang mạng xã hội và ông có thể thắng như trẻ tre sẽ trở lại thành tổng thống năm 2024. Cái đó là lời tuyên bố của ông Trump vào sáng ngày hôm nay. Như bản tin cuối cùng quý vị thấy nè. Cho tới giờ phút này, cái nền tảng mà mạng xã hội ổng mở ra bao nhiêu cái lâu nay là đều bị đóng hết. Và đặc biệt đó rằng ổng đã nói trước là không được chỉ trích, không được comment, thì cái mạng xã hội nó là mạng xã hội một chiều, đâu ai chấp thuận được, cũng giống như tính tình của ổng. Thì cái mạng xã hội của ông Trump á, mới ra mắt chỉ có vài giờ thôi đó là bị người ta xâm nhập vô liền. Mà trong khi cái beta đó là chỉ là thử nghiệm thôi, người này chỉ cho người kia biết trong nội bộ tại sao bây giờ người ta biết như vậy để mà người ta thâm nhập vào, để mà cuối cùng người ta làm cái gì trên mạng xã hội của mình. Sau khi mà cái trang mạng xã hội thử nghiệm này vừa mới mở ra đó thì chỉ vài giờ sau khi trình làng thôi là đã đông người người ta ào vào. Và trong cái giai đoạn thử nghiệm này á, được cho biết là khách mời kể từ tháng 11 năm 2021 và chính thức năm 2022, mà bây giờ quý vị thấy rằng mình đang ở vào ngày 21 tây tháng 10 mà vậy thì tại sao người ta biết được? Andrew Hartwell là phóng viên công nghệ của Washington Post đã phát hiện mọi người có thể đăng ký tài khoản thông qua một liên kết công khai được lan truyền trên mạng xã hội khác. Hiện thì cái URL này thì đã bị khóa lại. Và một cái Twitter khác
Ông cho biết là cái tài khoản mà Donald J. Trump trên True Social đã bị xâm nhập vô. Và cái ảnh chụp màn hình cho thấy cái bài đăng này đã được ghim lên đầu của tài khoản này là một cái con vật gì đó đang phóng uế. Tức là nó gần giống như một con chó nó đang ị vậy trên cái tài khoản của ông, cho nên phải đóng liền ngay lập tức. Trong khi đó thì Michael Thelen là phóng viên của Daily Dot cũng viết trên Twitter ông có thể thiết lập tài khoản tên Donald J. Trump trên True Social. Phía đại diện của ông Trump thì chưa có đưa ra lời bình luận nào và ông Trump cũng chưa lên tiếng gì cả. Khi giới thiệu cái mạng xã hội ngày hôm qua thì ông Donald Trump cho biết tôi tạo ra cái True Social TMTG, cái tập đoàn truyền thông công nghệ của ông Trump, nhằm chống lại cái sự chuyên chế của gã khổng lồ công nghệ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Taliban hiện diện nhiều trên Twitter, nhưng vị tổng thống Mỹ mà bạn yêu thích là bị buộc im bặt. Điều này là không thể chấp nhận được. Quý vị thấy rằng tạo ra được một cái mạng xã hội đâu có phải dễ đâu. Mình không tự tạo ra được, mình phải đi ăn cắp. Mình phải copy lại những cái bản quyền của người khác bị người ta kiện tụng. Mình không có cái công nghệ đó. Rồi tới khi mình lên trên công nghệ đó, mình nghĩ rằng mình chỉ có những khách mời không ai biết vân vân, thì ngày hôm nay một con chó nó ngồi ở trên màn hình, nó ì ở đó, nó phóng uế ở đó. Bây giờ là cái trang này đó, bây giờ tiến thoái lưỡng nan nữa, ông Trump đã bị bịt hết những cái trang mạng xã hội quý vị như Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube vân vân, những cái đó là những phương tiện truyền thông lớn mà nó cấm ổng cho tới một cái khoảng thời gian dài nữa, cho nên bực bội quá nên mới chống đối. Ngày hôm qua mới tính lôi cả Facebook ra, Jack Zuckerberg ra để mà kiện tụng về cái vụ bỏ ra 400 mấy chục triệu để mà giúp đỡ cho các cái những cái nơi mà không đủ cái ngân khoản cho cái vấn đề bầu cử. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không đi tới đâu, thì ngày hôm nay tuyên bố lập cái trang mạng mới. Thì vừa trang mạng mới đưa ra chưa xong gì hết, bây giờ đã gặp ra nhiều sự rắc rối, ăn cắp bản quyền người ta không đồng ý, hacker xâm nhập vào. Bây giờ không biết thì ông Trump ổng sẽ đi về đâu. Nhưng mà câu chuyện nó dài quá quý vị, còn nhiều bản tin nữa nhưng mà Andy chắc đành phải cắt lại để gửi đến quý vị vào ngày mai. Và chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.